trời nắng nhưng mà người ta phải mặc nghe bài viết khô. về Trần Nhật Phong. Sau đó nếu còn thì giờ chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những cái lời nhận định nguyên nhân và từ đâu nó xảy ra chuyện này. Vâng, thể theo lời yêu cầu của nhiều độc giả và hỏi phải chăng cuốn phim Trường Sa Trong Mắt Chúng Tôi đã làm rạn nứt tình bạn giữa Etcetera Nguyễn Quang Trường và Trần Nhật Phong. Thiên Hạ Sự xin đăng lại bài viết từ năm 2012 của nhà báo Nguyễn Phương Hùng như sau. Chúng tôi sẽ gửi lên quý vị ba cái link để quý vị xem thấy những cái hình ảnh mà chúng tôi đi Trường Sa. Đây là một cái sau một thời gian chúng tôi về Việt Nam hồi tháng 9 năm 2012 để tham dự đại hội truyền thông của các nhà báo hải ngoại lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Tháng riêng năm 2013 chúng tôi vào chúc Tết Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn tại Bộ Ngoại giao và chúng tôi được Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn tiếp. Trong cái buổi nói chuyện đó chúng tôi đề nghị, cá nhân tôi Nguyễn Phương Hùng đề nghị với Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn là được đi Trường Sa. Thì Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn nói rằng đi Trường Sa rất là nguy hiểm anh Hùng. Tôi nói rằng nguy hiểm chúng tôi chấp nhận là bởi vì chúng tôi muốn tìm sự thật về Trường Sa và chúng tôi muốn gửi cho cái cộng đồng người hải ngoại những lời tuyên truyền láo quét về cái Trường Sa đã bị mất, và Biển Đông đã bị mất, Trường Sa đã bán đất và bán đảo, bán biển cho Trung Quốc. Thì nếu mà ngày mai có máy bay, chúng tôi sẽ đi ngay. Thì Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn nói rằng, anh Hùng, chúng tôi không có phương tiện máy bay ra ngoài Trường Sa. Chúng tôi chỉ có những chiến trực thăng rất là để ra các thăm viếng các ủy lạo, các nhà chiến sĩ. Còn tất cả mọi phương tiện mà để liên lạc với Trường Sa đều bằng tàu của Hải quân. Thời gian đi mất khoảng chừng nhanh lắm cũng phải là 2 ngày. Thì tôi mới nói Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, nếu mà không có máy bay mà đi bằng tàu chúng tôi cũng sẵn sàng đi. Thì Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn bảo cái đó thì chúng tôi sẽ phải đề xuất với lại lãnh đạo, nếu lãnh đạo đồng ý chúng tôi sẽ thông báo quý vị biết. Và trở về Mỹ thì tháng 3 chúng tôi nhận được trên Tổng lãnh sự Nguyễn Bá Hùng thông báo là chúng tôi đã được mời đi chuyến đi Trường Sa do tổ chức khoảng chừng 200 Việt Kiều. Lần đầu tiên được tổ chức chuyến tàu cho Việt Kiều đi ra ngoài Trường Sa để ủi lão các chiến sĩ. Thì sau khi mà chúng tôi lên đường, thì thưa quý khán giả, tháng 9 năm 2012 chúng tôi đã tạo một cái tiếng vang rất lớn ở các cơ quan báo chí quận Cam có mặt trong cái đại hội báo chí. Tháng riêng chúng tôi lại tham dự Xuân Quê Hương năm 2013. Tháng 4 năm 2013 thì chúng tôi lại đi với cái chuyến tàu Trường Sa. Quý khán giả, Trần Nhật Phong hoàn toàn không có đi. Chỉ có Việt Weekly với lại Nguyễn Quang Trường Phố Bôn Sa TV, Vũ Hoàng Lân và KPC Hải Ngoại, tức là tôi, Nguyễn Phương Hùng. Thì trong chuyến đi này, thưa quý khán giả, khi mà trở về, chúng tôi được Tổng lãnh sự Nguyễn Bá Hùng, anh Bùi Xuân Linh và hai người nữa gặp nhau trong một bữa cơm tại một nhà hàng quận Cam.
đề nghị rằng chúng tôi làm cuốn phim về Trường Sa. Thì Nguyễn Quang Trường từ chối, Vũ Hoàng Lân từ chối và tôi cũng từ chối. Ngày hôm đó trong cái buổi gặp gỡ đó không có Trần Nhật Phong, nhưng mà có một người đã mời, đã gọi Trần Nhật Phong tới. Chúng tôi xin miễn nói tên, tại vì người này vô can và cũng không, nhưng mà chơi rất thân với lại Trần Nhật Phong. Thì chính Trần Nhật Phong cũng nói rằng là Trần Nhật Phong không có phim ảnh mà tất cả những người đây không ai chịu cung cấp, thì Trần Nhật Phong cũng không làm. Tuy nhiên về sau đó vì lý do gì đó thì không biết, chúng tôi hoàn toàn, cá nhân tôi không hoàn toàn không biết, thì anh em mới thực hiện cuốn phim đó. Trong cái điều kiện để thực hiện cuốn phim đó, Trần Nhật Phong đặt ra như này: Vũ Hoàng Lân trả lời với tôi, em không có dính gì trong đó anh Hùng, em chỉ đồng ý cho cung cấp sản phẩm và em lấy 500 Mỹ Kim cho cái cuốn phim đó mà thôi. Còn tất cả đều là tài liệu của Nguyễn Quang Trường cung cấp cho Trần Nhật Phong. Số tiền mà Tổng lãnh sự trả cho chi phí cho Trần Nhật Phong là 10.000 đô la để làm cuốn phim đó. Thì trong cái số tiền 10.000 đô la đó, Trần Nhật Phong trừ ra 500 đồng của Vũ Hoàng Lân, còn lại 9.500, trừ ra 500 đồng để làm cuốn phim, cuốn DVD, còn lại 9.000. Thì 9.000 9.000 đó giữa Trần Nhật Phong và Achatara đồng ý là chia làm đôi, tức là mỗi người 4.500. Sau khi trừ chi phí, tức là 500 đô la cho Vũ Hoàng Lân và 500 đô la cho làm cuốn phim. Sau khi cuốn phim được phát hành và Tổng lãnh sự trả tiền cho Trần Nhật Phong, thì trên nguyên tắc mỗi người được 4.500, Trần Nhật Phong 4.500 và Nguyễn Quang Trường etc. được 4.500. Nhưng mà khi mà đưa tiền cho etc. thì chỉ có 3.000. Ngày hôm đó cãi nhau ngay trong tòa soạn báo Việt Weekly mà tôi có mặt, thì Nguyễn Quang Trường hỏi tại sao tao chỉ có 3.000 mà mày lấy 4 tao chỉ có 3.000, phần của cho mỗi thằng là 4.500. Trần Nhật Phong bảo rằng tao phải trả 1.500 cho nó Ngô Kỷ. Nguyễn etc. mới hỏi tại sao phải trả cho Ngô Kỷ, tại vì Ngô Kỷ nó cố vấn, nó làm giúp tao làm trong cái cuốn phim đó thì tao phải trả công cho nó. Thì etc. bảo mày trả công cho thằng Ngô Kỷ đồng ý, thế nhưng mà tại sao không trừ cái tiền 1.500 xong rồi chia đôi mà tao lại còn có 3.000? Đấy, tại vì 1.500 thì coi như của Ngô Kỷ là bảy bao còn 750, thì là tại sao lại Trần Nhật Phong được 4.500 mà etc. được có 3.000? Thành ra đó mới cãi nhau, mà tính đánh nhau, nhưng mà rất nhiều người can ngày hôm đó can, tôi nhưng không nhớ, hình như là có cả bác Dương Xuân Phương, bởi vì mỗi một lần họp bác đều có mặt anh bác Dương Xuân Phương. Thì etc. mới chỉ mặt mày, mày cút ra khỏi cái Việt Quickly này và tao không bao giờ mà làm việc với mày nữa, mày giữ hết tiền đi, tao không thèm lấy nữa etc. Rất là cái là quân tử và hiên ngang tới cái mức đó, là cho rằng á là Trần Nhật Phong đã lường gạt đó. Thay vì đó trừ 1.500 đó
phải trừ đi rồi còn lại bao nhiêu chia nhau, anh em chia nhau. Tại sao lại trừ cái tiền của Astra mà rồi để trả cho Ngô Kỳ? Chúng tôi sẽ nói về vấn đề tại sao trả tiền cho Ngô Kỳ phần sau. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề mà ai phát hành cuốn DVD Trường Sa Trong Mắt Chúng Tao. Tôi gọi là Trường Sa Trong Mắt Chúng Tao. Tại vì Trần Nhật Phong đâu có đi đâu mà chúng tôi. Đây là một cuốn DVD do một người tại hải ngoại đóng vào một ngoặc kép, đạo diễn Trần Nhật Phong thực hiện và không có ý bất cứ ý kiến đóng góp hoặc tham khảo với Achatara, Vũ Hoàng Lân và Nguyễn Phương Hùng. Tuy nhiên, tài liệu được lấy ra từ ba cơ quan, nhưng ngay cả từ đoạn giới thiệu cho đến lời dẫn nhập có được phù hợp với nội dung chuyển đi khi DVD được phát hành hay không đều không có sự thông qua của ba cơ quan. Vậy ai là người đồng ý cho Trần Nhật Phong làm cuốn DVD này hoàn toàn ngoài thẩm quyền và sự hiểu biết của KBC hải ngoại? Xin hỏi rằng lúc mà cuốn phim làm, vì trong cái tinh thần của anh em, vì tinh thần chung đóng góp để tạo một cái sự tuyên truyền với hải ngoại, thì KBC hải ngoại có giới thiệu cái cuốn phim ở trailer mà do Trần Nhật Phong làm ở trên mạng KBC HN, thì chúng tôi xin được giới thiệu thêm về cuốn phim để độc giả ở trong nước được đóng góp. KBC hải ngoại chỉ giới thiệu cái trailer do Việt Weekly cung cấp trên mạng Facebook. KBC hải ngoại hoàn toàn không nhận được bất cứ một thông tin hoặc quảng cáo nào của nhà sản xuất Trần Nhật Phong. Lúc đó Trần Nhật Phong là luôn luôn xưng là nhà đạo diễn Trần Nhật Phong, kinh khủng lắm. Do đó trong cái tinh thần người thật và việc thật, KBC HN phổ biến cái trailer để dư luận biết được sự thật về chuyến đi tại quần đảo Trường Sa. Ngoài ra, KBC hải ngoại hoàn toàn không được biết ngày giờ phát hành hoặc cái giá tiền bán của cuốn DVD. Riêng sự phát hành tại Việt Nam nếu có, theo KBC hải ngoại biết, chắc chắn phải có giấy phép của Bộ Thông tin và Văn hóa. Sau đó phải có cơ sở đã đăng ký với nhà nước đứng ra phát hành. Do đó, KBC hải ngoại hoàn toàn không biết đạo diễn Trần Nhật Phong sẽ thực hiện công việc phát hành như thế nào. Xin vui lòng hỏi thẳng người phát hành là Trần Nhật Phong. Một câu hỏi là một người gần như là nhân vật chính trong chuyến đi, nhà báo Nguyễn Phương Hùng chắc chắn có nhiều sự liên lạc hoặc cơ hội tiếp xúc với các lãnh đạo của đoàn. Ông nhận định cuốn DVD có mang thêm những tác dụng tuyên truyền cho nhà nước Việt Nam hay không? Vâng, xin rất cảm ơn về nhận định khá chủ quan. Cá nhân tôi hoàn toàn không có bất cứ một sự gặp gỡ riêng nào với ba vị lãnh đạo trong đoàn công tác số 6 vừa qua là Thứ trưởng Ngoại vụ Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Nội vụ là Phạm Dũng và Hải quân Đại tá Dương Minh Thái. Tất cả những gặp gỡ, tiếp xúc, đàm đạo đến đều công khai ngoài công cộng. Chúng tôi chưa hề gặp riêng từng vị hoặc gặp riêng ba vị để nói về cái sự tuyên truyền cho chuyến đi Trường Sa này. Và họ không hề nói với chúng tôi là chúng tôi phải về, phải làm như thế này, phải làm như thế này. Hoàn toàn không có. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn chỉ nói một câu như thế này. Lúc đó ông đang làm chủ nhiệm của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Chỉ nói chúng tôi một câu duy nhất. Anh Hùng, anh cứ viết những cái gì anh nhìn thấy, anh viết những cái gì mà anh cảm nhận, anh đừng có không có sự thêu dệt hoặc là đề cao cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở trong cái chuyến đi này, thì chúng tôi rất là hoan nghênh. Lẽ dĩ nhiên anh là nhà báo ở nước ngoài, anh về bên Mỹ anh có quyền anh viết theo kiểu ý của anh, nhưng mà chúng tôi mong rằng, tôi hiểu anh là một người tôn trọng sự thật. Và điều đó đã chứng minh cho những chuyến đi của chúng tôi sau này. Và chuyến đi và nhà nước mời chúng tôi về. Riêng Hải quân Đại tá Dương Minh Thái lúc đó ông là chưa làm chuẩn đô đốc. Ông là đại tá. Thì ông có nói với tôi câu như thế này. Nếu mà hải quân chúng tôi còn giữ được những cái tàu của hải quân
Việt Nam Cộng Hòa còn để lại 38 cái tàu hải quân Việt Nam Cộng Hòa bỏ chạy trốn qua bên Subic Phi Lật Tân và đậu bên đó. Vô tình Phi Lật Tân tự nhiên được hưởng tới 38 cái tàu. Tất cả những cái tàu của hải quân của Việt Nam, hầu như là những cái tàu đó đều có một cái khả năng vượt trội những cái tàu của Trung Quốc thời đó. Và nếu mà năm 1988 chúng tôi có được những cái tàu hải quân đó, chắc chắn chúng tôi giữ được Trường Sa, không bị mất cái đảo mà Gạc Ma hoặc là đảo Cô Linh. Thì thưa quý khán giả, chúng tôi xin được tiếp tục câu chuyện. Thì tất cả những cái sự gặp gỡ và tiếp xúc đều ở ngoài công khai, ngoài công cộng. Theo thiện ý, không ai trong đoàn công tác hoặc nhân viên chính quyền Việt Nam có ý muốn thực hiện cuốn DVD này. Lúc đó tôi hoàn toàn không biết. Bằng chứng ngay trong một buổi họp, các đại diện Việt Kiều và cơ quan truyền thông trên tàu cũng có đề nghị với ban tổ chức nên có một cuốn DVD trong tương lai như là một tài liệu lưu trữ và mang tính cách học tập kinh nghiệm cho những chuyến đi về sau. Vấn đề tác dụng tuyên truyền chắc chắn là không. Vì cuốn DVD này sẽ không dám công khai phát hành tại Việt Nam cũng như tại hải ngoại. Lý do sẽ đề cập thêm trong phần nhận định của KBC Hải Ngoại. Tại sao mà cuốn DVD không dám phát hành công khai tại Việt Nam do ông Trần Nhật Phong làm? Một câu hỏi khác. Đây là câu hỏi mà lúc đó mà đã độc giả đặt với chúng tôi. Nghe nói nhà báo Nguyễn Phương Hùng không đồng ý cho ông Trần Nhật Phong đưa hình ảnh vào cuốn DVD. Thưa quý khán giả, tôi nghĩ rằng ai thắc mắc cái điều câu hỏi này nên trực tiếp hỏi đạo diễn Trần Nhật Phong có lẽ đúng hơn. Bởi vì ông Trần Nhật Phong là đạo diễn cuốn DVD, không phải là chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi xác nhận tôi hoàn toàn không được tham khảo hoặc đề nghị gì về cuốn DVD, cho nên không có chuyện tôi từ chối và cho chiếu hình ảnh của mình khi chưa hề được tham khảo hoặc đề nghị. Xin xem chi tiết ở bên dưới. Tất cả những cái hình ảnh tôi có hỏi với ông Vũ Hoàng Lân và ông Etcetera khi mà đưa tài liệu cho Trần Nhật Phong thì đưa hết hoặc là không đưa. Thì Vũ Hoàng Lân có hỏi tôi, em không hiểu anh hỏi câu này là gì. Thì tôi mới nói rằng tại vì tôi thấy rằng cuốn phim, tại sao tất cả những cái hình ảnh của tôi và nhà tôi, tức là ca sĩ Lệ Hằng, Vũ Hoàng Lân đã rất là công phu quay cả những cảnh mà văn nghệ trên đảo Song Tử Tây, và ca sĩ Lệ Hằng là một cái đinh ở trong cái buổi đó. Và tôi là người được phát biểu ở Song Tử Tây và tôi là người được mời phát biểu ngay buổi tối cái đêm gala nữa. Mà tại sao tất cả những hình ảnh của tôi và ca sĩ Lệ Hằng đã bị xóa đi? Thì Vũ Hoàng Lân nói, em không biết. Em chỉ đưa cho Trần Nhật Phong những cái thước phim và em lấy $500 thế thôi. Tôi hỏi etcetera cũng nói giống như vậy. Tất cả những cái gì em đưa cho Trần Nhật Phong, Trần Nhật Phong tự ý làm. Và khi cái phần trailer đưa cho anh em xem, nhưng mà phần làm DVD ra hoàn toàn kể cả Vũ Hoàng Lân và etcetera hoàn toàn không biết cái điều đó cho tới khi mà cuốn DVD phát ra. Thì bây giờ thì nhận xét của KBC Hải Ngoại về cuốn phim theo yêu cầu chung của độc giả. Kính thưa quý khán giả, với sự yêu cầu của độc giả để đánh giá cuốn phim thì KBC Hải Ngoại không thể viết những gì khác hơn là ngoài nhận xét thật của mình để khỏi làm buồn lòng cái giới tiêu thụ. Lời thật có thể mất lòng, nhưng chủ trương của KBC Hải Ngoại từ xưa nay vẫn quan niệm luôn luôn tôn trọng sự thật. Nói thẳng, nói thật và nói hết. Một nửa ổ bánh mì thì vẫn là nửa ổ bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì chưa được phơi bày hết, vẫn chưa phải là sự thật. Hay đúng hơn nữa, một nửa kia có thể là một sự nói láo còn được chia đại. Đóng vào một ngoặc kép, đạo diễn Trần Nhật Phong nghĩ gì khi thực hiện cuốn DVD trong khi anh lại là người không có mặt trong chuyến hải trình? Hỏi tức là trả lời. Trần Nhật Phong chỉ là người lý tài
thiếu lập trường và không có chủ nghĩa như anh ta thường công khai tuyên bố. Tôi không phải là người quốc gia, tôi cũng không phải là người cộng sản. Thì nếu cuốn phim có sự hợp tác của ba cơ quan truyền thông là những người trực tiếp thâu sự kiện, chụp hình và viết bài tường thuật thì lại là vấn đề khác. Có thể có một động lực nào áp lực Trần Nhật Phong thực hiện cuốn phim với một chủ đích tuyên truyền nào cho ai đó ngoài vấn đề kiếm lợi nhuận? Chấm dò hỏi. Hai lý do để thực hiện cuốn phim đều đã không mang lại cho người thực hiện sự thành công về tài chính và tuyên truyền. Có nghĩa rằng Trần Nhật Phong đã thất bại. Hầu như là tất cả những cuốn DVD phát hành, 1.000 cuốn phát hành tại quận Cam đều không bán được hết. Chúng tôi sẽ nói về vấn đề sau. Về tài chính, bảo đảm sẽ có thể không dám bày bán công khai hoặc sẽ bị tẩy chay tại hải ngoại. Nhưng mà nếu nói về mặt tài liệu thì trang mạng kbchaingoai.net đã có đầy đủ nhất về phim ảnh, hình ảnh và bài tường thuật cho chuyến đi, chưa kể những tài liệu lịch sử khác liên quan đến biển đảo Trường Sa và Hoàng Sa đầy rẫy trên các hệ thống trang mạng. Chỉ một cuốn phim dài chưa đầy 3 giờ trúng và lính biển thì như vậy làm sao có thể tuyên truyền đầy đủ cho khán giả cảm thông với dân quân tại các vùng đảo. Về mặt kỹ thuật thì chất lượng không thể nào so sánh được với những sản phẩm ở phim trường. Về nội dung thì đạo diễn Trần Nhật Phong đã để quá nhiều cảm tính trong cuốn DVD mà nhiều người vô tư khi xem xong đã nhận ra ngay. KBC Hải Ngoại đã được một số người gọi điện thoại với yêu cầu phải viết cho mọi người biết, không phải dư luận sợ tốn tiền mua mà là tốn thì giờ để xem một cuốn DVD vô duyên, vô bổ và nếu không muốn nói là bị lừa gạt nữa. Về cái nội dung của cuốn DVD đó, theo nhận xét của khán giả đã xem và cho biết, đạo diễn đã có cố tình loại bỏ hai nhân vật đang được dư luận mặc định công nhận rất nổi tiếng trong chuyến đi, đó là nhà báo Nguyễn Phương Hùng và ca sĩ Lệ Hằng. KBC Hải Ngoại sẽ đề cập chi tiết sau. Kính mời độc giả quan tâm đến cuốn video xem nhận định của KBC Hải Ngoại như là một thư trả lời chung cho tất cả mọi người cho mọi lời thăm hỏi của độc giả KBC Hải Ngoại về cuốn video Trường Sa trong mắt chúng tao. Thứ nhất, tên chủ đề video có lẽ không thích hợp vì người thực hiện đã không tham khảo với ba nhà báo là những người đã thật sự đặt bước chân lên đảo Trường Sa với chuyến đi 9 ngày cùng với rất nhiều sinh hoạt, trừ giờ ăn và giờ ngủ và giờ nghỉ thì rất nhiều sinh hoạt liệt hoạt động liên tục kéo dài hàng giờ cần phải ghi nhận trên trang mạng kbchaingoai.net. Toàn bộ các video có 9 bài tường thuật và hơn 3.000 tấm ảnh đã được đăng tải trong mục ký sự Trường Sa mà người xem phải mất rất nhiều ngày giờ để mới có thể hoặc là có thể cả tháng để theo dõi cái chuyến đi Trường Sa này. Thì riêng phố Bôn Sa TV đã có 5 cuốn phim để chiếu về đoàn công tác số 6 Trường Sa. Mỗi cuốn phim dài 50 phút mà mới chỉ ghi nhận được có 2 đảo. Do đó DVD Trường Sa trong mắt chúng ta không thể là một cuốn video gói trọn toàn bộ chuyến đi nên không thể nào đáp ứng được nhu cầu tuyên truyền trừ mục đích duy nhất là đánh bóng tên tuổi cho đạo diễn Trần Nhật Phong, người mặc dù không đủ can đảm theo chân cuộc hành trình của các đoàn nhà báo cũng như đã bỏ thì giờ làm cuốn video để lập công với nhà nước Việt Nam hay tuyên truyền cho nhóm chống cộng đồng. Vì vậy Trường Sa trong mắt chúng tôi chỉ là những lời bình phẩm của người ngồi trong studio có máy lạnh, không thể phản ánh được những cái chuyện cần và đủ vào trong 2 giờ của DVD. Một người không nhìn được cái sự thật thì không thể nào dùng cái sáo ngữ trong mắt chúng tôi để thuyết phục dư luận tin đây là sự thật. Chưa kể trong mắt chúng tôi rất chủ quan, không cần tham khảo, mang đầy cảm tính cá nhân mà muốn dùng cuốn video để xóa tan những hình ảnh của hai nhân vật có mặt trong chuyến đi là ca sĩ Lệ Hằng và nhà báo Nguyễn Phương Hùng. Những người đã được cơ quan truyền thông và báo chí truyền hình trong nước có những bài viết ca tụng và ngợi khen. Đoàn nhà báo đi 5 người, nhưng cuối cùng thì hình bìa cuốn DVD cũng chỉ có 2 người là Achatara và nhiếp ảnh gia Hứa Trung Quân. Vậy thì
trong mắt Việt Weekly hay trong mắt đại đạo diễn Trần Nhật Phong hay trong mắt các nhà báo có mặt tại Trường Sa, có hai dư luận cho biết lý do hai nhân vật Nguyễn Phương Hùng và Lê Hằng không có mặt trong bìa trong cái DVD cũng như là trong cái bìa của DVD nhằm xoa dịu sự chống đối của nhóm cộng đồng cực đoan vốn thù ghét hai nhân vật này. Cũng có thể Trần Nhật Phong vốn dĩ không ưa nhà báo Nguyễn Phương Hùng từ trước đến nay vì những bài viết chạm nọc Trần Nhật Phong trước đây ngay trên Việt Weekly. Sau này chúng tôi được biết là phố Bôn Sa TV cũng không muốn để hình lên trên đó. Lý do tại vì phố Bôn Sa TV muốn giữ cái nồi cơm, muốn cái kinh tế của mình phải được bảo đảm. Nếu mà cái hình của Vũ Hoàng Lân lên trên mặt bìa DVD Trường Sa trong mắt chúng tôi thì có thể rằng Vũ Hoàng Lân cũng sẽ bị tẩy chay giống như là KBC hải ngoại. Chúng tôi khẳng định cái điều này bởi vì chính Vũ Hoàng Lân là người không được tặng cái bộ tách trà của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ngày hôm đó có 50 bộ tách trà đã được tặng cho tất cả 50 người. Riêng nhà báo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc còn nói đùa như thế này nữa. Khi mà nhà báo bắt tay và nói là thưa Thủ tướng, tôi vừa là đại biểu Việt Kiều vừa là nhà báo. Thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói như vậy thì anh có hai phần quà, nhưng mà tôi chỉ lấy một phần thôi. Nhưng và Vũ Hoàng Lân vẫn bị mất, không có phần quà chứ không phải mất. Thì như vậy là họ đã có trong đầu óc 50 phần quà dành cho 50 người họ đã quyết định sẽ tặng. Sau đó trên xe buýt từ để đi qua bên dự tiệc do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khoản đãi ông Nguyễn Thành Phong còn được khoản đãi, thì Vũ Hoàng Lân giận không đi ăn nữa. Thì trên xe chúng tôi ngồi chung với lại một số anh chị em ở Bộ Ngoại giao, một cô chúng tôi không nói tên có nói rằng mấy chị đi trước em đi sau, sao vậy, em phải về cơ quan để lấy cho ông anh Vũ Hoàng Lân một phần quà tại vì không có quà cho anh Vũ Hoàng Lân. Thì chúng tôi mới biết là anh Vũ Hoàng Lân có khiếu nại rằng tại sao anh không có quà. Nhưng mà KBC hải ngoại về dám chụp hình và đưa quà lên trong khi đã phố Bôn Sa TV có dám khoe lên không? Chưa bao giờ phố Bôn Sa TV dám khoe một cái huy chương để đi Trường Sa. Mỗi một lần đi Trường Sa sẽ có một cái huy chương. Đấy. Mà Vũ Hoàng Lân có dám đưa lên không? Ngoài những huy chương đó còn rất nhiều những món quà khác. Và cái món quà mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao cho nó. Lúc mà đã chúng tôi nghĩ rằng có thể rằng Vũ Hoàng Lân không có là bởi vì lúc đó Vũ Hoàng Lân đã chiếu một cái video cho Ngô Kỷ lên để chửi Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thành ra đó có thể đây là một cái cảnh cáo cho Vũ Hoàng Lân biết. Đừng có lợi dụng cái sự tự do báo chí để mà mượn tay người khác chửi Bác Hồ. Thì khi mà Vũ Hoàng Lân xin thì tôi nghĩ rằng nhà nước Việt Nam rất là rộng lượng. Rất là rộng lượng. Không có cố chấp, không nhỏ nhen. Ok, anh xin tôi cho. Thế nhưng mà rồi xin á, và để đâu dám đưa lên. Bây giờ chúng tôi xin được nói tiếp. Tại sao có cái cờ vàng trong cái chuyến đi Trường Sa? Dạ thưa, trong chuyến đi Trường Sa này là tôi đang nói đây là trong cái cuốn DVD. Rất nhiều độc giả KBC hải ngoại trong nước đã thắc mắc về cái nội dung cuốn video về Trường Sa sao lại có cờ Việt Nam Cộng Hòa. Cũng có người đã nói chuyện thẳng với đạo diễn Trần Nhật Phong, nhưng rất tiếc những khúc phim biểu tình tại hải ngoại không bị xóa bỏ theo lời giải thích của Trần Nhật Phong là để cân bằng hai khối cờ vàng và cờ đỏ trong tinh thần hòa hợp và hòa giải trong ngoài Việt Nam, và họ cũng là người yêu nước, tức là chống Trung Quốc.
ý của Trần Nhật Phong nói rằng là đó là cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Thưa quý khán giả, ai còn giữ cuốn DVD đó, coi kỹ lại đi, đó là cuộc biểu tình chống Trung Quốc hay là cuộc biểu tình chống Thủ tướng Phan Văn Khải? Bởi trong cái đoàn chống đó, Hoàng Tứ Duy là người đứng ở rõ ràng trong trong cái đoàn. Trần Nhật Phong cố tình đưa cái video, cái phần đó vào. Có thể rằng Trần Nhật Phong đã kêu lòn với lại bên Việt Tân để nhận cái tiền của Việt Tân, đưa những cái hình ảnh Hoàng Tứ Duy vào trong cái DVD. Quý vị thấy rằng họ có những cái âm mưu và những cái thủ đoạn kinh khủng. Vậy mà Doãn Như Lân, Ra Việt Bùi, Trần Hải Yến, Dũng, thưa quý khán giả, ai còn giữ cuốn DVD đó, coi kỹ lại đi, đó là cuộc biểu tình chống Trung Quốc hay là cuộc biểu tình chống Thủ tướng Phan Văn Khải? Một cái lý do khác. Thứ nhất, qua cái kinh nghiệm trang mạng KBC Hải Ngoại, hai lá cờ Việt Nam Cộng Hòa và Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã từng được đứng bên nhau và kết quả đã không thành công. Bởi vì chuyến đi Trường Sa của đoàn công tác số 6 hoàn toàn không có một liên hệ gì đến các cuộc biểu tình tại hải ngoại, thì lại càng không cần phải có cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa trong cái DVD. Đồng thời những va chạm giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng lại càng không có ảnh hưởng gì đến cái chuyến đi này. Nhà nước Việt Nam muốn đồng bào hải ngoại có cơ hội nhìn thấy những cái sự thật bằng mắt để vô hiệu hóa những cái luận điệu tuyên truyền xuyên tạc về đóng vào màu ngoặc kép huyền thoại Trường Sa đã mất vào tay Trung Quốc. Qua đoàn báo chí hải ngoại, chúng tôi đã đưa lên những cái hình ảnh và kiều bào người Việt ở các nơi trên thế giới đã nhìn thấy những hình ảnh của ba cơ quan Phố Bôn San TV, Việt Weekly và KBC Hải Ngoại. Thì tại sao lại phải đưa cái cờ vàng vào trong đó để mà cân bằng cái cuốn DVD theo luận điệu giải thích của Trần Nhật Phong? KBC Hải Ngoại không quả quyết đạo diễn Trần Nhật Phong muốn lấy lòng những người chống cộng tại hải ngoại. Đó chỉ là điều nghi vấn, nhưng cũng có thể hiểu được là vì rất khả tín với cái tình hình chính trị của cộng đồng người Việt hải ngoại, sự nhạy cảm với cái đời sống trong cái cộng đồng cực đoan này. Thì với một hình ảnh của ca sĩ Lệ Hằng bị tẩy chay, đạo diễn Trần Nhật Phong không thể không đẩy một vài đoạn phim biểu tình của cộng đồng hải ngoại hầu lấy lòng một số người chống cộng cực đoan. Hiểu như vậy, và nếu là sự thật như vậy thì dư luận có thể thông cảm cho đạo diễn Trần Nhật Phong. Vì ông Trần Nhật Phong không muốn và ông là ca sĩ Phượng Mai cũng sẽ bị rơi vào trường hợp của ca sĩ Lệ Hằng. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là trong cái hệ thống YouTube có rất nhiều hình ảnh biểu tình tại sứ quán Trung Cộng. Nhưng tại sao đạo diễn Trần Nhật Phong lại dùng cái hình ảnh biểu tình của Đảng Việt Tân tại Nhà Trắng với 150.000 thỉnh nguyện thư và chỉ chiếu lên cái hình ảnh của nhóm Nguyễn Xuân Nghĩa mà thôi? Vâng, thưa quý khán giả, cái video đó nó ghép được hai phần. Một cái phần mà chống Thủ tướng Phan Văn Khải và một cái phần mà hôm đó là Việt Tân đi vào nộp 150.000 tỉnh nguyện thư. Điều thứ ba nữa, ai cũng biết đây là một cuộc biểu dương lực lượng mà đạo diễn Trần Nhật Phong sử dụng trong cuốn DVD là hình ảnh trước tòa Bạch Ốc đòi hỏi trả tự do cho nhạc sĩ Việt Khang do Việt Tân duyệt đời, thì hoàn toàn không liên quan gì tới biểu tình chống Trung Quốc. Cuộc biểu dương lực lượng do nhóm SBTN của Trúc Hồ và Đỗ Phú, BPSOS tức Nguyễn Đình Thắng, Ủy ban Cứu Người Vượt Biển và Việt Tân Hoàng Tứ Duy tổ chức để làm sức ép Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama dùng uy quyền của một nhà lãnh đạo thế giới làm áp lực với nhà nước Việt Nam để thả Việt Khang, một người không ai biết mặt mũi ở Việt Nam. Thì tại sao đạo diễn Trần Nhật Phong lại đưa cái khúc phim như vậy vào trong cuốn DVD Trường Sa trong mắt chúng tôi? Có lẽ rằng Trần Nhật Phong duy nhất có thể trả lời cái thắc mắc này. Khúc phim hoàn toàn không dính dáng gì đến chuyến đi Trường Sa và cũng lại càng không dính dấp gì đến cuộc biểu tình chống Trung Cộng. Thì có dư luận cho là Việt Tân đã liên hệ với Trần Nhật Phong qua trung gian Ngô Kỷ. Vấn đề chấm mút không biết có hay không, nhưng
cũng như là Trần Nhật Phong, Ngô Kỳ là người nổi tiếng đấu tranh vì tư lợi hơn là chính nghĩa. Thì khi mà chúng tôi viết cái bài này như vậy là lúc đó chúng tôi chưa biết là Ngô Kỳ được trả tiền. Đấy. Sau khi này thì chúng tôi mới biết là Ngô Kỳ được trả 1.500.000, tức là trừ cái phần của Achatara 4.500.000 đó, lấy 1.500.000 trả cho Ngô Kỳ. Chúng tôi xin được đọc tiếp. Sự kiện nếu người hiểu chuyện. Ở đây chúng tôi đang nói về coi được cả hai ấn bản của cuốn phim. Cuốn phim DVD kiểm tra trong mắt chúng tôi nó có hai ấn bản. Mà lúc đó đó chúng tôi hỏi Tổng lãnh sự Nguyễn Bá Hùng. Ông hoàn toàn không có biết. Anh Trần Nhật Phong hoàn toàn làm và không có tham khảo ý kiến của bên Tổng lãnh sự. Lý do tại sao chúng tôi phải có hai ấn bản, đã thưa quý khán giả. Ở đây đó, qua cái hai ấn bản của cuốn phim lại càng dễ quả quyết tại sao đạo diễn Trần Nhật Phong vẫn chưa hoàn toàn chọn chỗ đứng. Rõ ràng khi cố tình đưa Cờ Vàng vào thêm trong DVD Trường Sa trong mắt chúng tôi, mà cái cuốn video sau này được sửa lại đó cũng không có xóa Cờ Vàng như theo lời yêu cầu. Tuy nhiên, đạo diễn Trần Nhật Phong quên rằng tinh thần của các cuộc biểu tình tại hải ngoại đều mang tính muốn đánh Trung Cộng thì phải diệt Việt Cộng. Muốn diệt Việt Cộng thì phải diệt Việt Giang. Do đó, cố tình đưa cái hình ảnh biểu tình với Cờ Vàng hoàn toàn không có liên hệ gì đến sự kiện đi Trường Sa của đoàn nhà báo, với dụng ý cân bằng tư duy Cờ Vàng Cờ Đỏ là điều không cần thiết và không nên có. Mặc dù có người bênh vực cho đạo diễn Trần Nhật Phong cố dẫn nhập những sự kiện nóng bỏng xảy ra từ năm 2011 đến nay để đưa hình ảnh Cờ Vàng vào cũng không mang tính thuyết phục, vì đó là hai vấn đề khác nhau. Với cái ngụy biện để bào chữa, đạo diễn Trần Nhật Phong vô tình đã đưa cao cái giá trị cái lá Cờ Vàng hầu lấp lấy điểm với cộng đồng người Việt hải ngoại. Có phải như vậy không? Câu chuyện Nhật báo người Việt xảy ra 2 tháng qua há không phải là bài học cho mọi người biết tình cảnh được chân lên đầu của nhóm chống cộng cực đoan hay sao? Thì chưa kể DVD có thể được một số quan chức Việt Nam mua ủng hộ hay để tò mò cho xem cho biết, nhưng chắc chắn không thể được tự do tiêu thụ bên ngoài thị trường tại Việt Nam với gần 90 triệu đồng bào trong nước. Đồng bào trong nước sẽ không ai mua DVD Trường Sa trong mắt chúng tôi vì sợ ghép vào tội tàng trữ hình ảnh Cờ Vàng phản động trong DVD. Thì sự kiện ông Phạm Chí Dũng, một nhân vật lãnh đạo hàng đầu cao của nhóm phản động vừa bị bắt tại Việt Nam có liên quan đến chính trị với một nhóm đối lập ở trong nước cũng là một cái điều lo ngại cho những ai ở Việt Nam muốn tàng trữ những hình ảnh có Cờ Vàng bên trong cuốn DVD. Thì đồng bào hải ngoại lại càng không cần mua, vì rõ ràng đây là tài liệu của nhóm báo Việt Gian, tức là bán chúng tôi, đã được chiếu toàn bộ trên các mạng thông tin điện tử. Chúng tôi được biết tại các cửa hàng bán băng nhạc DVD Trường Sa trong mắt chúng tôi vẫn không được bày bán công khai tại hải ngoại. Thì thưa quý khán giả,